Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Suy niệm. Cộng đoàn thân mến. Một vị đạo sĩ kia kể rằng, ngày nọ, ông từ trên núi cao đầy băng tuyết đi xuống với một người Tây Tạng. Dọc đường, ông gặp một người ngã quỵ trên băng tuyết. Ông nói với người Tây Tạng đồng hành: chúng ta mau lại giúp đỡ người gặp nạn đó. Nhưng người Tây Tạng trả lời: không ai bắt buộc chúng ta phải giúp đỡ kẻ khác, khi mà chính mạng sống của chúng ta đang bị giá lạnh đe dọa. Nhưng vị đạo sĩ nói: dù chúng ta có phải chết vì lạnh đi nữa, thì chúng ta cũng nên chết vì đã giúp người khác. Đó là điều tốt đẹp hơn. Nói rồi, vị đạo sĩ chạy lại, vác người bị nạn lên vai và khệ nệ đem người đó xuống núi, trong khi người Tây Tạng đã bỏ xuống trước. Đi được một quãng, vị đạo sĩ thấy người bạn đồng hành Tây Tạng đang nằm dài trên tuyết bất động. Thì ra, anh ta quá mệt, ngồi nghỉ và bị lạnh cóng chết lúc nào không biết. Còn vị đạo sĩ vì phải hết sức vác người bị nạn, nên cơ thể nóng lên thêm. Nhờ đó mà ông thoát chết. Trước khi từ biệt các môn đệ thân yêu để vào cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã nói với các ông mệnh lệnh cuối cùng, và cũng là lời trăn trối, lời di chúc của Ngài: đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau. Đó là câu mở đầu và cũng là câu cuối cùng của bài Tin Mừng. Chúa nhắc lại: điều Thầy truyền cho các con là hãy yêu thương nhau. Rõ ràng Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ và chúng ta hãy yêu thương nhau. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy yêu thương bằng một tình yêu không phân biệt hay loại trừ. Yêu mà không mong đền đáp, nhưng yêu một cách vô vị lợi, luôn chia sẻ, cảm thông và tha thứ với mọi hoàn cảnh, sẵn sàng phục vụ như người tôi tớ, và cuối cùng coi sự sống của mình là sự sống của người khác. Nên nếu cần, chấp nhận hy sinh cho người khác như Đức Giêsu đã hiến mạng vì bạn hữu của mình. Tình yêu trao ban cho anh em mà Đức Giêsu muốn người môn đệ thực hành luôn mang những đặc tính tiệm tiến: yêu như Chúa yêu. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Hoặc Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian,
để nhờ con một của người mà chúng ta được sống, và sai con một người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Yêu đến tận cùng như Đức Giê-xu dạy, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu. Thánh Gioan diễn tả, Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. Tình yêu phải thể hiện trong việc làm. Nếu các con giữ điều răn của Thầy, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu nhau nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Hy sinh cho người thân yêu là một đòi hỏi thường tình của tình yêu. Hy sinh cho người xa lạ là điều đáng khâm phục. Và sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người khác được sống, quả là một diễn tả tuyệt vời của tình yêu. Tin mừng hôm nay cũng hướng chúng ta về hình ảnh yêu thương tuyệt vời này. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người yêu. Chúa Giê-xu đã cứu thoát nhân loại bằng cách hiến mạng sống mình qua cái chết trên thập giá, như một biểu lộ tột cùng của tình yêu. Một Thiên Chúa quyền năng có thể cứu nhân loại mà không cần phải nhập thể làm người và chết trên thập giá. Thế nhưng, Ngài đã chọn phương thế này vì Ngài muốn cho con người có được cảm nghiệm sâu xa về tình yêu của Ngài theo cách thế loài người. Đó là hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Lạy Chúa, tình yêu không thể diễn tả được hết bằng ngôn từ, nhưng sự cảm nhận rất riêng của mỗi người, trong sự thông cảm của trái tim mà không bị lệ thuộc bất cứ ranh giới nào. Xin Chúa thương ban cho các môn đệ của Người luôn giữ mãi một tiêu chuẩn để diễn tả tình yêu đích thật, là tuân giữ điều răn yêu thương của Chúa dành cho tha nhân. Yêu thương một cách vô vị lợi, không so đo tính toán hơn thiệt, mà là yêu như Chúa đã yêu, khi sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì bạn hữu của mình. Amen.